Cô chào tất cả các em. Hôm nay, cô chào chúng ta lại bước vào chương trình học trực tuyến bộ môn ngữ văn chính. Nội dung ôn tập kiểm tra giữa học kỳ 2. Phần giới hạn, các em sẽ ôn tập từ tuần 1 đến tuần 8. Cấu trúc đề là 4 và 6 điểm. Ở văn bản, ngoài những dữ liệu, ngoài sách giáo khoa, chúng ta còn có các bài bàn về đọc sách, tiếng nói của văn nghệ, chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới, mùa xuân nho nhỏ, viếng lăng Bác, sang thu và nói với con. Ở phần tiếng Việt gồm các bài khởi ngữ, các thành phần biệt lập, liên kết câu và liên kết đoạn. Ở phần tập làm văn, cô sẽ giúp các em hiểu cách làm bài văn nghị luận về tác phẩm truyện, đoạn trích hoặc nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Giờ đây, chúng ta bước vào nội dung ôn tập. Phần 1. Văn bản. Căn bản đầu tiên bàn về đọc sách của Chu Quan Tìm. Qua bài, ta nhận ra các ý chính. Đọc sách là con đường quan trọng để tích lũy và nâng cao học vấn. Phải biết chọn sách mà đọc, đọc ít mà chắc còn hơn đọc nhiều mà rỗng. Cần kết hợp giữa đọc rộng với đọc sâu, giữa đọc sách thường thức với đọc sách chuyên môn. Bài viết được trình bày với những ý kiến xác đáng, có lý lẽ và dẫn chứng sinh động. Đến với bài Tiếng nói của văn nghệ của Nguyễn Đình Thi. Những ý chính: văn nghệ nối sợi dây đồng cảm giữa nghệ sĩ với bạn đọc thông qua những rung động mãnh liệt của trái tim. Văn nghệ giúp cho cuộc sống của con người trở nên phong phú hơn và tự hoàn thiện nhân cách, tâm hồn mình. Tác giả đã phân tích, khẳng định những điều ấy bằng cách viết chặt chẽ, giàu hình ảnh và cảm xúc. Bài chuẩn bị hành trang vào thế kỷ mới của Vũ Khoan. Ông đã gửi gắm: muốn chuẩn bị hành trang bước vào thế kỷ mới, thế hệ trẻ Việt Nam cần nhìn rõ những điểm mạnh và điểm yếu của mình, rèn luyện những đức tính và thói quen tốt. Điểm mạnh của người Việt Nam đó là thông minh, nhạy bén với cái mới, cần cù, sáng tạo, đoàn kết, đùm bọc nhau, chống giặc giữ nước. Bên cạnh đó là những điểm yếu, thiếu kiến thức cơ bản, khả năng thực hành kém, thiếu tỉ mỉ, không coi trọng nghiêm ngặt quy trình công nghệ, thiếu tính cộng đồng trong làm ăn. Và để đất nước phát triển, ta cần phát huy những điểm mạnh, khắc phục những điểm yếu, hình thành những thói quen tốt ngay từ những việc nhỏ. Đến với mùa xuân nho nhỏ của Thanh Hải, là những cảm xúc trước mùa xuân thiên nhiên và đất nước, thể hiện những ước nguyện chân thành muốn góp một mùa xuân nhỏ của đời mình vào cuộc đời chung của đất nước. Tác giả đã sử dụng thể thơ năm chữ với nhạc điệu trong sáng, thiết tha, với những hình ảnh đẹp giản dị, những so sánh và ẩn dụ sáng tạo. Ở bài thơ Viếng Lăng Bác của Vĩnh Phương, là thể hiện lòng thành kính và niềm xúc động sâu sắc của nhà thơ đối với Bác Hồ trong một lần viếng Lăng Bác. Bài thơ có giọng điệu trang trọng và tha thiết, hình ảnh ẩn dụ đẹp và gợi cảm, ngôn ngữ bình dị mà cô đúc. Sang thu của Hữu Thỉnh viết về những biến chuyển của thiên nhiên ở thời điểm giao mùa từ hạ sang thu qua cảm nhận tinh tế của nhà thơ. Hình ảnh thiên nhiên được gợi tả bằng nhiều cảm giác tinh tế và ngôn ngữ gợi cảm. Đến với Nói với con của Y Phương, là những lời trò chuyện với con, bài thơ đã thể hiện sự gắn bó của gia đình, niềm tự hào về quê hương và đạo lý sống của dân tộc.
với cách nói giàu hình ảnh, vừa cụ thể, gợi cảm, lại vừa mang ý nghĩa sâu xa. Chúng ta vừa tìm hiểu một số nội dung chính của văn bản. Giờ đây, cô và các em cùng bước sang phần 2, phần tiếng Việt. Bài đầu tiên đó là khởi ngữ. Chúng ta cùng quan sát các ví dụ và những từ in đậm. Còn anh không ghìm nỗi xúc động. Các em nhận ra từ in đậm anh đứng trước chủ ngữ. Giàu, tôi cũng giàu rồi. Từ giàu đứng trước chủ ngữ. Vậy khởi ngữ là gì? Khởi ngữ là thành phần câu đứng trước chủ ngữ để nêu lên đề tài được nói đến trong câu. Cô lưu ý, ngoài nêu lên đề tài, khởi ngữ còn có thể chỉ về sự việc và con người. Trước khởi ngữ có thể thêm các quan hệ từ về, đối với, còn. Ví dụ về thì sẽ chỉ về việc. Phần thì sẽ chỉ về đối tượng và con người. Còn đối với còn và đối với đều chỉ về việc và con người. Các em lưu ý là trước khởi ngữ ta có thể thêm các quan hệ từ về, đối với, còn. Và sau thì chúng ta có thể thêm từ thì. Và đây chính là phần kiểm chứng. Nếu chúng ta có thể bỏ quan hệ từ và từ thì văn bản vẫn không thay đổi nghĩa. Câu vẫn không thay đổi nghĩa. Cô có thể cho các em một ví dụ ở từ thì. Chúng ta có bài tập 2, 2B ở trang 8 sách giáo khoa. Tôi hiểu rồi, nhưng tôi chưa giải được. Các em có thể thay thế bằng hiểu thì tôi hiểu rồi, nhưng giải thì tôi chưa giải được. Chúng ta sang bài số 2, các thành phần biệt lập. Chúng ta học 4 thành phần biệt lập. Thứ nhất là thành phần tình thái. Thứ hai là thành phần cảm thán. Thứ ba là thành phần phụ chú. Và thứ tư là thành phần gọi đáp. Chúng ta cùng quan sát các ví dụ. A. Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn cả những tiếng kia nhiều. Chúng ta thấy có từ có lẽ, đây chính là thành phần tình thái. B. Trời ơi, chỉ còn có 5 phút. Trời ơi, đó là thành phần cảm thán. C. Này, bác có biết mấy hôm nay súng nó bắn ở đâu mà nghe rát thế không? Này là gọi. Thưa ông, chúng cháu ở Gia Lâm lên đấy ạ. Thưa ông là đáp. Đây là thành phần gọi đáp. D. Muốn vậy thì khâu đầu tiên có ý nghĩa quyết định là hãy làm cho lớp trẻ những người chủ thật sự của đất nước trong thế kỷ tới nhận ra điều đó. Quen dần với những thói quen tốt đẹp ngay từ những việc nhỏ nhất. Những người chủ thật sự của đất nước trong thế kỷ tới. Đứng giữa hai dấu gạch ngang. E. Lão không hiểu tôi nghĩ vậy và tôi càng buồn lắm. Tôi nghĩ vậy, đứng giữa hai dấu gạch ngang. Đây là thành phần phụ chú. Giờ đây, cô chào chúng ta cùng tổng kết lại nội dung thành phần biệt lập. Là những bộ phận không tham gia vào việc diễn đạt nghĩa sự việc của câu. Thành phần tình thái được dùng để thể hiện cách nhìn của người nói đối với sự việc được nói đến trong câu. Thành phần cảm thán được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói
vui, buồn, mừng, giận. Và thành phần gọi đáp được dùng để tạo lập hoặc duy trì quan hệ giao tiếp. Thành phần phụ chú được dùng để bổ sung một số chi tiết cho nội dung chính của câu. Thành phần phụ chú thường đặt giữa hai dấu gạch ngang, hai dấu phẩy, hai dấu ngoặc đơn hoặc giữa một dấu gạch ngang với một dấu phẩy. Có khi còn được đặt sau dấu hai chấm. Các em có thể xem các ví dụ có các hình thức thành phần phụ chú ở trong sách giáo khoa. Ở đây cô muốn lưu ý các em, ở thành phần phụ chú sau dấu hai chấm còn mang nghĩa liệt kê, bổ sung, làm sáng rõ những ý trước. Phần này thường được dùng nhiều ở văn thuyết minh. Cô ví dụ, búp bi có nhiều loại, hai chấm, búp bi bấm, búp bi đóng mở nắp, búp bi xoay, búp bi trượt, vân vân. Và thành phần gọi đáp, thành phần cảm thán, đôi lúc có thể tách thành một câu riêng. Đó là câu đặc biệt. Chúng ta sang phần 3, liên kết câu và liên kết đoạn văn. Chúng ta cùng thực hành một số ví dụ, chỉ ra các phép liên kết câu và liên kết đoạn văn trong những trường hợp sau đây. E. Trường học của chúng ta là trường học của chế độ dân chủ nhân dân, nhằm mục đích đào tạo những công dân và cán bộ tốt, những người chủ tương lai của nước nhà. Về mọi mặt, trường học của chúng ta phải hơn hẳn trường học của thực dân và phong kiến. Muốn được như thế, thì thầy giáo, học trò và cán bộ phải cố gắng hơn nữa để tiến bộ hơn nữa. Hồ Chí Minh về vấn đề giáo dục. Chúng ta nhận ra từ trường học ở câu 1 và câu 2 được lặp lại. Đây là phép liên kết câu. Cô lưu ý các em, trong phép lặp của một câu, đôi lúc các em sẽ thấy hai từ được lặp lại, nhưng đây không phải là liên kết câu, mà đó là liên kết về vế. Chúng ta có từ như thế, thay thế cho câu cuối ở đoạn 1, đó là phép thế liên kết đoạn văn. Cô lại có ví dụ B. Văn nghệ đã làm cho tâm hồn họ thực được sống. Lời gửi của văn nghệ là sự sống. Sự sống ấy tỏa đều cho mọi vẻ, mọi mặt của tâm hồn. Văn nghệ là nói chuyện với tất cả tâm hồn chúng ta, không riêng gì trí tuệ, nhất là trí thức. Nguyễn Đình Thi, tiếng nói của văn nghệ. Chúng ta thấy phép lặp liên kết giữa câu 1 và câu 2 ở từ văn nghệ. Ở từ sự sống, ở từ văn nghệ. Đó là phép lặp liên kết giữa đoạn văn, đoạn 1 và đoạn 2. Các em sẽ tìm hai câu dưới đây, những cặp từ trái nghĩa phân biệt đặc điểm của thời gian vật lý với đặc điểm của thời gian tâm lý, giúp cho hai câu ấy liên kết chặt chẽ với nhau. Thời gian vật lý vô hình giá lạnh, đi trên một con đường thẳng tắp đều đặn như một cái máy, tuyệt hảo bởi vì không bao giờ hư, tạo tác và phá hủy mọi sinh vật, mọi hiện hữu. Trong khi đó, thời gian tâm lý lại hữu hình, nóng bỏng, quay theo một hình vòng tròn, lúc nhanh, lúc chậm, với bao kỷ niệm nhớ thương về dĩ vãng, cũng như bao dự trù lo lắng cho tương lai. Trong thời gian là gì? Trong tạp chí Tia Sáng, chúng ta nhận ra thời gian vật lý và thời gian tâm lý, giá lạnh và nóng bỏng, thẳng tắp và vòng tròn, vô hình và hữu hình, đều đặn, lúc nhanh, lúc chậm,
Đó chính là các cặp từ trái nghĩa theo yêu cầu của đề. Chúng ta lại xác định các phép liên kết trong đoạn văn sau và cho biết đó là phép liên kết gì. Cô lấy một bài tập ngoài sách giáo khoa. Hôm ấy, tôi đang dọn cho sạch mấy ngăn túi trong áo vest của con gái 6 tuổi, thì phát hiện ở mỗi ngăn túi là một đôi găng tay. Nghĩ rằng một đôi thôi cũng đủ giữ ấm tay rồi, tôi bảo con. Vì sao con mang tới hai đôi găng tay trong túi áo? Con tôi trả lời, con làm như vậy từ lâu rồi. Mẹ biết mà, có nhiều bạn đi học mà không có găng tay. Nếu con có thể cho bạn mượn và tay bạn sẽ không bị lạnh, theo tuổi mới lớn của nhà xuất bản trẻ. Chúng ta nhận ra phép lập ở từ con và tôi. Từ nếu, đó là phép nối. Từ mẹ, tôi, mẹ sẽ thay thế cho tôi, đó là phép thế. Các em thân mến, liên kết câu và liên kết đoạn văn. Trong các đoạn văn trong một văn bản cũng như các câu trong một đoạn văn, chúng ta liên kết chặt chẽ với nhau sẽ dựa trên hai phần. Đó là nội dung và hình thức. Hôm nay chúng ta đã tìm hiểu về liên kết hình thức. Các câu và các đoạn văn có thể được liên kết với nhau bằng một số biện pháp chính. Thứ nhất, đó chính là phép lặp, là lặp lại ở câu đứng sau từ ngữ đã có ở câu đứng trước, ta gọi là phép lặp từ ngữ. Thứ hai, đó chính là phép nối, sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ biểu thị quan hệ với câu đứng trước. Thứ ba, đó là phép thế, sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ có tác dụng thay thế từ ngữ đã có ở câu trước. Và cuối cùng, đó là phép đồng nghĩa, trái nghĩa, liên tưởng, là sử dụng ở câu đứng sau các từ ngữ đồng nghĩa, trái nghĩa hoặc cùng trường liên tưởng với từ ngữ đã có ở câu trước. Giờ đây, chúng ta bước sang phần tập làm văn. Cô có hai dàn ý. Thứ nhất, là dàn ý nghị luận về tác phẩm truyện hoặc đoạn trích. Ở phần mở bài, các em sẽ giới thiệu tác giả, tác phẩm của truyện, khái quát nội dung, nghệ thuật đặc sắc của truyện và nêu nhân vật chính cùng với cảm nhận của mình. Ở phần 2 thân bài, gồm có khái quát, luận điểm, nội dung. Phần triển khai luận điểm, các em sẽ nêu từng luận điểm một. Với luận điểm một, chúng ta sẽ giới thiệu câu chủ đề, nêu lý lẽ để làm rõ ý trong luận điểm và câu chủ đề. Bước ba là nêu dẫn chứng, các em sẽ lấy ngay trong tác phẩm truyện đó để làm sáng rõ lý lẽ. Bước bốn là chúng ta chuyển ý và chuyển sang luận điểm khác. Và đến với các luận điểm 2, 3, 4, 5 còn lại, các em sẽ làm giống trình tự như các bước triển khai ở luận điểm 1 cho đến hết các luận điểm. Phần nghệ thuật, chúng ta sẽ nêu tình huống truyện, cách xây dựng nhân vật và tâm lý nhân vật. Ở phần 3 kết bài là khẳng định giá trị nội dung nghệ thuật đã phân tích ở trên, khẳng định ý nghĩa hình tượng nhân vật đi từ riêng đến chung, liên hệ và cảm nhận của bản thân. Dàn ý thứ hai mà cô muốn giới thiệu với các bạn, đó chính là nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ. Mở bài là giới thiệu tác giả, tác phẩm của bài thơ hoặc đoạn thơ. Khái quát cảm nghĩ chung về nội dung nghệ thuật của bài thơ hoặc đoạn thơ. Trích dẫn bài thơ hoặc khổ thơ đề bài đã cho. Ở phần thân bài, phần khái quát,
các em sẽ nêu luận điểm các khổ thơ và lưu ý hoàn cảnh sáng tác, đặc biệt, ví dụ bài Mùa Xuân Nho Nhỏ hoặc bài Viếng Lăng Bác. Phần triển khai luận điểm, ta đi vào luận điểm 1, giới thiệu câu chủ đề. Sau đó các em trích dẫn khổ thơ mình cần phân tích hoặc nơi cảm nhận hoặc nơi suy nghĩ. Bước 3, chúng ta sẽ bám sát phân tích từ ngữ, hình ảnh, những giá trị nghệ thuật đặc sắc trong thơ để làm bật lên nội dung của khổ thơ, bài thơ. Chốt lại, chúng ta chuyển sang các luận điểm khác. Và luận điểm 2, 3, 4, 5, các em sẽ giống trình tự như các bước triển khai ở luận điểm 1 cho đến hết các luận điểm. Phần kết bài là khẳng định giá trị nội dung nghệ thuật đã phân tích ở trên, khẳng định vai trò vị trí tác giả trong nền văn học. Và cuối cùng, các em sẽ đưa ra liên hệ bản thân. Các em thân mến, cô chào chúng ta vừa tìm hiểu những nội dung ôn tập giữa học kỳ 2. Cô cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe. Cô hẹn gặp lại các em trong những tiết học tiếp theo. Thân chúc các em luôn khỏe để theo dõi và học bài trực tuyến cho tốt và làm bài giữa học kỳ đạt kết quả cao. Thân ái, chào các em.